Hội chứng thiếu máu chi thấy rằng là cái thấy rằng cái thiếu máu chi gây ra bởi rất nhiều cái bệnh lý, nhiều căn nguyên khác nhau. Thế có thể chia thành cấp tính, mãn tính và bán cấp tính. Nói trên rồi chúng ta phân biệt một chút bằng các cái ở này. Nó nhắc lại đây là cái bài giảng của sinh viên ngày xưa được học rồi, y 6 hay y 4 thì đấy, nhưng tuy nhiên tôi nhắc lại một lần nữa để anh chị thấy tóm được một số thứ. Đối với nhóm cấp tính ấy, rất cấp tính thực sự trong cái thông thường mạch máu ấy, đó, thì là được phần lớn nó là biểu hiện của một cái cắt đứt đột ngột cái dòng máu đang lưu thông ở trong lòng mạch, đó. Rất hay gặp ở trong chấn thương động mạch, cái thương động mạch và gì ạ, bị đó là gì, em quên tiếng Việt này, embolism là thuyên tắc động mạch, đó. Tức là cái dị vật ở đâu đó, có thể không phải không chắc là huyết khối đâu nhé, có thể là huyết khối, có thể là các cái dị vật, rồi các cái mảnh xôi của cái X-ray vân vân chẳng hạn, thế nó bị bong ra, nó trôi lên làm tắc cái động mạch đang bình thường thì nó gây ra một cái máu cấp tính chi. Cái động mạch xác định là động mạch bình thường, đó, động mạch có thể người đa số là người trẻ, nhưng có thể là người trung niên, có thể là người già, một số người già mà mạch máu người ta tốt thì cũng coi như bình thường đẹp, và cắt đứt đột ngột lưu thông dòng máu đó. Chẩn đoán thì rất đơn giản, biểu hiện một cái đột quỵ, đau chân dữ dội, rồi giảm vận động, giảm cảm giác. Sau đó chúng ta gì ạ, siêu âm mạch, khám lâm sàng mất mạch, rồi có hội chứng thiếu máu chi cấp tính, chi lạnh, mất mạch, da đổi màu vân vân chẳng hạn đấy, giảm vận động, giảm cảm giác nữa. Sau đó ông thấy gì, siêu âm mạch là đủ, nếu cần lâm sàng cũng được, nếu không có tí siêu âm, vì siêu âm chúng ta bây giờ có rồi, phổ biến khắp nơi rồi. Tôi nhớ cách đây khoảng 20 năm trước đổ về không siêu âm có, 20-15 năm ấy có, nhưng mà không có cứu được. Tóm lại mỗi một lần đi siêu âm mất cả 6 tiếng đồng hồ để chờ đợi, gọi người vào các thứ, cho nên là tôi dùng lâm sàng, bản thân tôi dùng lâm sàng để chẩn đoán và mổ cái này rất nhiều, mà hầu như không có trường hợp nào bị chẩn đoán nhầm, vì lâm sàng rất là rõ. Cho nên là chúng ta thấy rằng là lâm sàng cộng với siêu âm mạch thì là đã rất đủ chúng ta chẩn đoán rồi. Đó. Tiến triển rất cấp tính, có một cái mốc 6 giờ, áng như vậy, quanh ngay 6 giờ. Nếu cố gắng là cứu được trong cái thời gian đó thì tốt, chứ để muộn hơn thì có nguy cơ là thiếu máu cấp tính sẽ chuyển sang hoại tử chi sớm, và chi nó thường hoại tử ngay dưới chỗ tắc động mạch, nó hoại tử chỗ nào tắc thì nó hoại tử phía dưới. Và cái điều trị thì nó đơn giản bằng cái mở cái động mạch ở bẹn ra, đưa cái ống thông Fogarty vào, rồi luồn bơm bóng và lấy ra nó khối ra. Và sau khi mổ, nếu chúng ta chẩn đoán mổ sớm, điều trị sớm thì chúng ta coi như khỏi hoàn toàn về mặt phương diện cấp máu cho cái chi đó, có thể chữa khỏi hoàn toàn được. Đương nhiên là sau đó chúng ta phải chữa cái bệnh căn, cái bệnh gây ra cái dị vật đó, cái bệnh tim, cái bệnh động mạch, cái bệnh gì đó nó gây ra cái dị vật đó, nó gây tắc hoặc nhiễm trùng nhỉ đấy. Cái nhóm thứ hai đối nghịch với nó là các cái nhóm thiếu máu mãn tính chi. Mãn tính chi thì chúng ta nhớ nguyên tắc là các mạch máu nó cứ hẹp dần qua nhiều năm tháng, do sơ vữa mạch máu hoặc là rối loạn chuyển hóa mỡ đấy, hoặc là do tiểu đường, đúng không ạ? Hoặc là một số bệnh tự miễn, cái mạch nó cứ hẹp dần rồi đến tắc hoàn toàn. Chính vì hẹp dần tắc hoàn toàn như vậy cho nên là cơ thể nó tự phản ứng một cách là nó sẽ kết nối các tuần hoàn phụ, nó sẽ phát triển rất là mạnh, và cả về kích thước lẫn số lượng nó kết nối với nhau, nó nuôi cho cái chi chúng ta, trong ly chúng ta thiếu máu, trong ly chúng ta cái trục chính thì bị tắc mất rồi, thì cái gì vẫn sống được do cái tuần hoàn phụ đó. Chính vì vậy cho nên là bệnh nhân có thể sống được nhiều tháng, nhiều năm, không? Và cái ngón chân nó hoại tử dần từ ngọn chi ở đây, tắc vào trên bụng, nhưng cái hoại tử đầu ngón chân đấy, tức là không phải là hoại tử ngay dưới chỗ tắc giống như là kia mà đây nó tắc từ trên bụng rồi, nhưng mà hoại tử tí ở chân đâu, và cái diễn biến rất là dài, có nhiều tháng và nhiều năm. Và đương nhiên ta hiểu là để chẩn đoán nó thì rất phức tạp, ngoài lâm sàng ra, hội chứng máu chi ra, rồi dựa vào La Fontaine, rồi vân vân đã, rồi siêu âm mạch, khám cái dấu hiệu gì của cánh tay, cổ chân đấy, rồi siêu âm mạch đánh giá, rồi làm CT, chụp mạch có dựng hình, chụp angio bây giờ hiếm dùng rồi, người ta dùng cái chụp mạch các lớp đa dãy có dựng hình là đủ rồi, và khám các chữa các bệnh toàn thân khác, vì thương tổn kèm theo nó là có mạch vành, có mạch cảnh, mạch tạng và nhiều nơi khác bị, chứ không chỉ phải là chỉ có cái mạch ở chân không đó. Và điều trị của nó rất phức tạp, bao gồm rất nhiều các điều trị khác nhau, 40 phát điều trị khác nhau. Phẫu thuật, trong phẫu thuật thì có rất nhiều kiểu phẫu thuật đúng không ạ? Sau đó chúng ta phải gì ạ? Phải điều trị. Pháp thứ hai là gì? Can thiệp. Pháp thứ ba là hybrid, kết hợp can thiệp phẫu thuật. Pháp thứ tư là điều trị nội khoa. Nội khoa rất quan trọng. Ở nhà 4 cái đó phải kết hợp với nhau một cách hết sức nhuần nhuyễn thì mới điều trị cái nhóm bệnh phức tạp này. Và nguyên tắc điều trị của bệnh nhân này chỉ là bảo tồn chi tối đa thôi, chả bao giờ chữa khỏi được cả. Bảo tồn chi tối đa, cứ giữ làm sao giữ đôi chân nó còn, chân còn nó đi được càng lâu càng tốt. Hoặc là nếu cụt thì cụt 1-2 ngón này, cùng lắm cụt nửa bàn này. Nếu mà cắt cổ chân thì cắt làm sao dưới gối, xa trên cổ chân, cùng lắm cắt đến dưới gối, đừng cắt lên đùi. Mặc dù tắc ở trên bụng đấy, nhưng mà chỉ cắt thế thôi. Điều trị chúng ta là gì? Bảo tồn chi tối đa, chứ không phải là chúng ta chữa khỏi bệnh. Thế còn cái nhóm chúng ta hay bị sót, hay bị quên đấy là cái nhóm chúng ta thấy máu, nhóm chúng ta hay gặp là head shot ấy. thì nó gặp nhóm thứ ba là tôi đặt ra cho cái là bán cấp tính. Người ta hay dùng, có một số tác giả dùng cái này là cấp tính ở trong cái nhóm này, tôi thấy không hợp lý, tại vì nếu cấp tính nó lẫn với cấp tính kia, hai bệnh khác hoàn toàn nhau, cơ chế khác hoàn toàn nhau, điều trị khác hoàn toàn nhau mà lại chập là một, thì cấp tính thì không được. Cái nhóm này tôi dùng cái chữ là bán cấp tính cho bệnh nhân thiếu máu mãn tính chi kia. Bán cấp tính thì nó xảy ra, hầu hết đã xảy ra trên nền một cái bệnh nhân đang tiến triển của thiếu máu mãn tính chi. Nghe cho các bạn hiểu rằng là như vậy ông già này ông bị thiếu máu mãn tính chi đây, còn cái bán cấp tính chi nó xảy ra một cách đột ngột ở trên nền đang thiếu máu mãn tính chi, chứ không phải là người xảy ra người bình thường. Mạch thì đang hẹp dần, đang tắc rồi. Nguyên nhân đa số có gặp là do vỡ sơ động mạch, nhưng còn những bệnh lý khác thì ít khi gặp cái nhóm này. Vỡ sơ động mạch hay gặp lắm. Và cái gì cái vật gây tắc hầu hết tuyệt đối là huyết khối, nó khác hoàn toàn với cái kia có thể là huyết khối, có thể là dị vật ở những khác. Cái này nó là huyết khối. Huyết khối nó hình thành tại cái chỗ trong cái lòng mạch ấy, cái mạch bị thương tổn trong cái lòng mạch máu ấy. Nên hầu hết người gọi là thrombosis, nhưng mà không gọi là nguyên nhân là như vậy. Đấy, chúng ta phải thấy là cơ chế không hoàn toàn nhau. Thứ hai là đương nhiên là vì khó như thế cho nên việc chẩn đoán nó rất là phức tạp. Nhưng khó có tính là phức tạp, nhưng cái ông máu thiếu mãn tính chi ấy, cho chúng ta thời gian thoải mái chúng ta làm chẩn đoán 4-5 ngày, 6-7 ngày chúng ta làm chẩn đoán thoải mái đi. Nhưng cái ông thiếu máu mãn tính chi ấy, chẩn đoán nên phức tạp, không dễ như là thiếu máu cấp tính, mà lại gì là phải làm rất nhanh. Thì cái thời gian cho phép để cứu vãn chi cố gắng là trong vòng 5 ngày, cùng lắm là đến 6-7 ngày là cùng, hiếm trường hợp 6-7 ngày cứu được, nhưng còn cứu được. Cứ sau 7 ngày là hỏng cái chi. Ở trong vòng 5 ngày đó chúng ta làm sao lại vừa mà đến với chỗ chúng ta, nhất là chúng tôi tuyến trung ương ở Việt Đức chẳng hạn đấy, đến với chỗ chúng tôi là mất 3 ngày 4 ngày rồi, đến là kít rất là muộn rồi. Làm sao thời gian ngắn như thế chúng ta làm chẩn đoán cho bệnh nhân vớ phải ngày thứ 6 được, thứ 6 thì thôi coi như là vô phúc chịu. Cái hệ thống nó trùng lại, máy móc nó cũng tắt đèn, nó khóa cửa, chụp 64 dãy đóng cửa rồi vân chẳng hạn, đấy thì nó rất là khó chẩn đoán ở này. Nhiều khi chúng tôi phải dùng chụp mạch, phải vừa mổ vừa vò vừa mò vậy, nói tỷ lệ thành công nó không cao nếu mà xảy ra vào những cái thời đó, vì rất là khó, không phải dễ. Nó rất cấp tính trong vòng vài ngày đó, nó khác hoàn toàn cấp tính chi bên kia. Tính chi tính bằng giờ, tôi để từ 6 giờ, cái này tôi để từ 7 ngày là vì thế. Cái này tính bằng ngày, tốt nhất là trong vòng 3 ngày, từ 3 ngày đến 5 ngày còn cứu vãn được, sau 5 ngày rất khó, sau 7 ngày chả bao giờ sống được chi. Hầu hết đến cho chúng ta là rất là muộn rồi. Biểu hiện của rất cấp tính và triệu chứng lâm sàng của nó là gì? Triệu chứng lâm sàng nó cũng giống như là cái cấp tính chi, thì có một cái điểm nó tiến triển chậm, nó cũng đau chi rất nhiều, đang yên đang lành thì đau nhức nhối, chân nó cũng lạnh cũng tím, đương nhiên là mạch thì mất từ trước khi tắc rồi vân vân. Đấy là chân thì lạnh vân, tất cả dấu hiệu đó là dấu hiệu tương đối là rõ ràng xảy ra trên người mà nguy cơ thiếu máu mãn tính chi, người già sơ vữa vân vân. Đấy là cái bệnh lý này. Và khi nó đã hoại tử rồi ấy, thì nó hoại tử cái chi ngay giữa tắc, từ chỗ tắc với thrombo trở xuống mà nó hoại tử, tức là cái vùng hoại tử nó rất là rộng, giống như là hao giống như thiếu máu cấp tính chi, chứ không phải là gì bệnh nhân này tắc ở trên chậu, tắc chặt vào chủ chậu rồi, ở dưới chân vẫn đang tuần hoàn phụ, đi vẫn đang ngon, tự nhiên hôm nay đau cẳng chân bên trái, đột ngột vào sợi đau nhức nhối, có chịu kêu la thảm thiết. 3 ngày rồi đến chúng ta thì thấy rằng vận động vẫn còn, cảm giác vẫn còn một ít thôi, chân thì lại ngắt, sờ đầu chi thì lạnh tím vân, tất cả các bệnh nhân rất đau. Chúng ta chụp là chúng ta chẩn đoán khám chẩn đoán được là một cái thiếu máu cấp tính chi. Từ đó nếu mà bệnh nhân mình đến muộn sau 7 ngày phải hoại tử chi rồi, thì bây giờ nó hoại tử từ cẳng chân trở xuống đến bàn chân, mà chúng ta phải cắt cụt. Nó cắt cụt trường này rất là nan giải, phải tính toán làm sao là cắt, nhưng mà là phải kết hợp với phẫu thuật luôn, điều trị thiếu máu mãn tính chi ở trên cao để cái mỏng cắt của chúng ta nó có thể nuôi dưỡng, nó sống được. Thì nếu chúng ta chỉ cắt cụt không thì cái mỏng cắt nó không liền được. Cắt rất là cao, cắt ngay chỗ toác, ví dụ như là cắt hết cẳng chân, chúng ta cắt phần má dưới đủ, phần má giữa đủ, chứ không phải cắt mặc dù tắc ở trên chậu. Cái nhóm này nó thấy rằng là nó phức tạp trong của nó chấn bệnh như vậy. Hoại tử, điều trị rất phức tạp, không thể lấy huyết khối đơn thuần được, nó như là gì và bãi chiến trường ấy, lồi lõm như thế, chúng ta mổ thì lấy làm sao được, nó vỡ hết cả bóng Fogarty. Chúng ta lấy huyết khối rất phức tạp và bao giờ cũng phải kết hợp với cái bóc cầu để làm biện pháp điều trị khác. Tôi muốn kết hợp đến đâu, làm như thế nào là phải có phương tiện chẩn đoán. Phương tiện chẩn đoán chúng ta lại không kịp làm hoặc không làm được, vướng ngày nghỉ vân chẳng hạn, làm cho chúng ta nhiều khi là phải mổ mò vì thế. Cắt cụt của rất nhiều, nguyên tắc điều trị nó bảo điều trị tối đa thôi, nhưng mà cắt cụt rất nhiều. Thấy cái hình ở dưới chúng ta thấy rằng là cái đây là cái chấn thương vết thương mạch máu, ta học cũ ngày xưa rồi biết rồi, thương tổn cái khối. Còn đây là cái emboli, tức là cái tắc cấp tính, tự nhiên là tắc ở đây cái mà từ đây ở xuống nó sẽ hình thành huyết khối, trên này hoàn toàn bình thường tắc, mà nếu chúng ta không chữa kịp thì sẽ cắt cụt ngang đến mức này. Thế còn đây là thiếu máu mãn tính chi, tắc hết rồi, sơ vữa tắc đây, nhưng mà dưới chân nó vẫn sống, tuần hoàn phụ rất là tốt. Còn đây là một cái ví dụ thì chúng ta sẽ học kỹ hơn, một thiếu máu mãn tính chi, tức là bán cấp tính chi, trên nền cái mạch nó đang sơ vữa, nó đang tiến triển và nó xuất hiện cái khối tại chỗ này, và tuần hoàn phụ nó chưa đủ, chưa kịp để nuôi cái gì phía dưới, tuần hoàn phụ rất là ít mà tăng cấp tính thế này thì chi nó hoại tử. Đấy là cái hình ra vẽ. Đây là một cái tôi thấy rằng là cái chi thiếu máu rất là nặng, nó tím đen đây rồi. Chúng ta quay lại cái phần chúng ta bây giờ, chúng ta sang cái phần là trong cái ba thiếu máu đó thì có cái hội chứng thiếu máu cấp tính chi do tắc mạch. Cái này các anh chị tham khảo thêm ở trong tài liệu, tôi không có thời gian tôi nói. Tuy nhiên tôi phân tích cho các chị cái sơ đồ, người rất thích cái sơ đồ này thì ngồi để thiết kế ra một cái sơ đồ thiếu máu chi trong trường hợp thiếu cấp tính hoặc là bán cấp thì cũng ứng dụng được, nhưng không dùng trong bán tính được, dùng một thiếu máu cấp tính chi thôi. Thì sau khi bị thương, xong do mạch bị tắc xong, đột ngột xong thì nó có một giai đoạn tiến triển khá là dài trong được vài ba tiếng, đến một giai đoạn này người ta gọi là thiếu máu còn hồi phục, giai đoạn đường xanh, tức là khi việc cấp máu cho bệnh nhân vào thời điểm này thì toàn bộ cái chi nó sẽ sống và không có cái nào, tổ chức nào bị chết do thiếu máu cả. Giai đoạn đó gọi là thiếu máu còn hồi phục. Khi nó bắt đầu là nó có tổ chức chết thì chúng ta gọi là thiếu máu không hồi phục. Từ đây trở đi gọi thiếu máu không hồi phục. Cái thời gian từ đây đến đây nó rất là dài hay ngắn, khác nhau tùy theo rất nhiều yếu tố, tùy theo huyết áp này, vòng nối này, vị trí bị thương mạch vân vân này. Tuy nhiên là cái chữ 6 giờ đây là cái chữ đương đối là quy ước thôi, chứ không phải tất cả như thế, đúng không ạ? Từ đây đi cái chúng ta phải thay đổi này, đó. Thế thì chúng ta quan điểm từ đây đi là thiếu máu không hồi phục, mà không hồi phục vào nó cắt chân đấy, đúng không ạ? Nhưng mà không cắt chân được, nó cứu được người ta đấy, cắt chân trường hợp hơi sớm, đó. Vẫn cho phép chúng ta có một thời gian đầu là cố bảo tồn cái chi cho người ta được, rồi sau khi không bảo tồn được chúng ta mới phải cắt. Như vậy cái đường nâu là đường thiếu máu không hồi phục một phần, cái đường đen là đường thiếu máu không hồi phục hoàn toàn. Đấy. Thế cái khoảng cách cái này đến đây là 24 giờ, khoảng cách nó diễn biến thế nào trong 24 giờ để thương đấy thiếu máu cấp tính chi nó diễn biến thế này. Nhưng còn đối với thiếu máu bán cấp tính chi có thể nó được dài hơn, với vài ba ngày. Đấy, vần như vậy. Thời điểm này có thể nó là rơi vào khoảng 3 ngày, 4 ngày, từ đây đến đây khoảng 7 ngày là khoảng này. Đấy. Thế thì giai đoạn này thiếu máu một phần nằm ở đây. Một phần tức là nào một số tổ chức thì đã chết rồi, nhưng mà đa số vẫn sống, và nếu thời điểm đó chúng ta cấp lại máu cho bệnh nhân cùng đồng thời với các biện pháp điều trị, ví dụ như là mở cân này, rồi cắt lọc các cái tổ chức cơ đã hoại tử rồi vân vân chẳng hạn này, thì chúng ta có thể bảo tồn được một phần của chi, bảo tồn được hình thể của chi. Cái chi vẫn còn, cái chân còn hơn cái chân giả để đi lại, chống đất đi lại. Thứ hai, chúng ta đôi khi có được một số chức năng của chi, thì đó là thiếu một phần, và thời điểm đó vẫn có chỉ định mổ, nhưng kèm theo chỉ định mổ vào bắt buộc là gì, phải mở cân và gì cắt lọc bớt tổ chức cơ hoại tử để chúng ta có thể cứu vãn được chi. Đấy là cái thiếu máu cấp tính chi, thấy rằng là có cái đường nâu nó rất là muốn đưa vào cho anh chị tại sao. Thế còn nó có một cái hay, tức là thời điểm này là cắt chân. Thời điểm này có rất nhiều tài liệu, nào thì phỏng nước, nào thì đổi vân tím đen, nào, nhưng mà nó thấy có một dấu hiệu cực kỳ trung thành mà bao giờ cũng có, chúng ta để chúng ta chọn điểm này, đó là cứng khớp tử thi. Đấy, các anh chị thấy là ai đó nói chúng ta một câu là cứng khớp tử thi rồi, nghĩa là chúng ta phải cắt cụt, không được phép do chi nữa. Nối chi lại bây giờ toàn bộ cái máu độc bẩn ở vùng dưới này nó sẽ trở về tim thì có thể gây sốc, ngừng tim ngay lập tức, hoặc là suy thận cấp ngay lập tức, bệnh nhân hỏng mức 2 quả thận ngay. Thành ra chúng ta không được mổ nối chi nữa, với bắt buộc chúng ta phải cắt cụt chi nhá. Thế từ đây đoạn này là đoạn. Còn cái điểm đỏ này làm sao biết từ cái này sang cái này, thì tự nhiên đến thời điểm này bệnh nhân thì mất vận động ngọn chi, mất cảm giác ngọn chi, trước vẫn ngọ được một tí, bây giờ nó đứng đưa đơ luôn, chả hoạt động gì, đúng không ạ? Và cấu vào ngọn chi là chả đau đớn gì hết. Đấy, mất vận động, mất cảm giác ngọn chi thì nó rơi vào cái giai đoạn đỏ nhá. Sau giai đoạn đó là khi nó mất, nên bắt đầu đây là có cái dấu hiệu bắp chân nó căng lên, nó phù đề bắp chân giống thằng này nữa, phù đề bắp chân nữa, thế là rơi thời điểm này. Đây là ba dấu hiệu báo giờ đã chuyển sang đoạn này rồi. Còn cố mà cứu cho bệnh nhân thì chắc chắn phải mất một số chức năng, không thể nào mà có cả được, nhưng mà càng mổ càng sớm thì càng chức năng còn càng. Đấy là cái điều tôi muốn nói, là chỉ còn những khác mà tôi đọc tài liệu thêm. Thiếu máu cấp tính lấy bằng Fogarty đây, cho cái ống Fogarty mà bơm bóng rút lại lấy được ra cái khối ngay, mở động mạch, cắt cụt thôi. Thế còn thiếu máu mãn tính chi dưới là cái chúng ta đang nói, cái vấn đề thứ hai nói vừa rồi đây. Đó, tần suất mắc bệnh thì ngày thế giới là cái guideline của thế giới rất là hay. Có thấy có anh hội bên hội tim mạch rồi, một số các bác sĩ đưa cái guideline thế giới rồi. Nhưng mà bản thân tôi ấy, tôi thấy là cái guideline thế giới đưa vào Việt Nam nó không phù hợp. Thứ nhất là nó không phù hợp với thực tiễn chung của Việt Nam, người bệnh mình nó khác. Cái thứ hai là nếu chúng ta dùng guideline ấy, thì rất là gây khó hiểu cho các bác sĩ. Không biết là các anh chị bên nội tim mạch thế nào chứ. Thì các anh bác sĩ chung khi tôi đi giảng bài để kiểm tra thì đọc cái guideline là rất khó hiểu, nào độ bằng chứng A, bằng chứng B, bằng chứng C này, độ tin hay nào thì đọc một lúc ông chóng vào mặt không biết được nào một lần. Đó. Ở thứ hai là nó phù hợp với thực tiễn, chưa phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Cho nên là mặc dù cái này gặp rất nhiều, bây giờ ở khoa của tôi làm tràn bệnh nhân như này, trước đây thì biết đi tìm thì không có, là vì không ai cung cấp cho mình nguồn bệnh, mà bây giờ tự người bệnh người ta biết, người ta tìm đến cực kỳ nhiều, và cái kết quả điều trị thì mỗi ngày có một cải thiện hơn so với trước đây. Do chúng ta hiểu biết được kỹ càng hơn nhưng còn trước đây thì kết quả điều trị rất là dở. Về mặt phẫu thuật thì phẫu thuật của chúng ta là gì tôi nói lúc nãy rồi, không là cải thiện cái tình trạng tưới máu chi, chứ còn không phải là cái chỉ định phẫu thuật thì vô cùng đa dạng, mỗi bệnh nhân chỉ định một kiểu, chả ai giống ai cả. Riêng cái thằng trường mong mãn tính chi chỉ định rất phức tạp, mỗi bệnh nhân là một cái chỉ định khác nhau. Đó. Các loại phẫu thuật cũng rất đa dạng, tôi nói đấy, có thể mổ bắc cầu trong giải phẫu, bắc cầu ngoài giải phẫu, bắc cầu đùi kheo, rồi kheo, bắc cầu ngoại phi xa, rồi bắc cầu ngoại phi có phá van, bắc cầu nách đùi. Trước khi đến đây tôi mổ các cầu nách đùi này cho bệnh nhân bị tắc hoàn toàn là bao rủi chậu, nhưng mà ông ấy có ung thư phổi nên chỉ mổ nối nách đùi, đùi thế này để cứu cái chi. Đấy. Chứ không phải bây giờ cứ đè bụng người ta ra mổ trong bụng nối chết to người ta bệnh ung thư rồi muối rồi đó vân vân. Thế rồi các loại kỹ thuật này kết quả theo dõi thì nói chung là cũng khả dĩ, và chúng ta đang có dần đang có mấy học sinh đang cho báo cáo cái này thì chúng ta cũng giải quyết được cái đa số, giải quyết được cái kéo dài được cái chi sống cho bệnh nhân, và cũng giải quyết được rất nhiều cái sự khốn khổ của người bệnh. Đó. Anh các chị biết là một người lớn tuổi, đối với anh các chị biết một người lớn tuổi người ta có thể thức bao nhiêu đêm do đau chân này, có thể mong mắn đến chi này. Chưa không nhớ đâu, tôi đã gặp một trường hợp ông thức được hơn 3 tháng không ngủ tí nào, suốt ngày trên giường ôm cái chân đau như thế, không ngủ 3 tháng, thằng con nó về ăn Tết nó mới thấy bố thế nó đưa đi khám, đến nó biết hóa ra là trường mong mắn đến chi là 4 ông cứ đau cái chân nó ôm ngồi 3 tháng không ngủ, nó tải con người Việt Nam tài thật đấy, không ạ? Thế thì đọc câu cuối là nó lẫn ra ngoài việc ai. Về chẩn đoán trường mong mắn chi dưới thì chẩn đoán lâm sàng, không ạ? Có một số này có nói là chẩn đoán bằng cận lâm sàng thì có siêu âm Doppler, thì số này các anh chị biết rồi chưa? ABI đúng không ạ? Dưới 0,75 do thiếu máu chi đấy. Rồi chẩn đoán cận lâm sàng, siêu âm Doppler là cũng rất quan trọng, nhưng mà giờ có rất quan trọng hơn nữa là cái chụp hệ động mạch chi MSCT dựng hình xóa nền. Thì đây là hai cái thăm dò quan trọng nhất, tôi bôi cái chữ vàng anh chị thấy. Ngoài ra là chụp động mạch xóa nền, cái phương pháp kinh điển ngày xưa thì gần như là bỏ hẳn rồi. MRI mạch chi thì bắt đầu ứng dụng, nhưng mà trong một số trường hợp hiếm đặc biệt mới chỉ định thôi, nhưng mà không phải chuyện phổ thông. Như vậy hai cái phương pháp này nó có chẩn đoán chính cho chúng ta. Doppler cũng rất đa dạng, ngoài đánh giá được vị trí thương tổn hẹp tắc rồi, chúng ta phải đánh giá cái tình trạng mạch ở sau chỗ tắc, tình trạng mạch trước chỗ tắc, đặc biệt tình trạng mạch sau chỗ tắc, tình mạch đùi, hệ thống thì mạch máu chi dưới, rồi siêu âm được cả tĩnh mạch hiển nữa. Bao gồm rất nhiều thông tin để chúng ta biết là sẽ bắc cầu và gâu nối vào đâu, mạch ở dưới chân như thế nào, tĩnh mạch hiển làm sao để có thể dùng một vật liệu bắc cầu hay không, vân vân. Rất nhiều vấn đề liên quan chứ không phải siêu Doppler chẩn đoán cái xong đâu. Trong này nó gồm rất nhiều yếu tố. Chụp cái động mạch cũng thế, không phải máy nào cũng chụp được, không phải ai cũng chụp được. Chụp dựng hình như làm sao phải rất sức chuyên nghiệp. Tức là chúng ta chụp một cái 256 xong thì không đọc được, chúng ta không cốt, không xử lý mạch, cho nên là không đọc được cái thương tổn mạch, chịu thôi. Đấy là cái thực tiễn vẫn đang xảy ra rất là nhiều. Về chẩn đoán bệnh căn thương tổn phổi phối hợp thì chúng ta dựa vào các cái thăm dò lâm sàng, cận lâm sàng thôi. Đó, các cái yếu tố, vì chúng ta biết là bệnh xơ vữa là bệnh toàn thân, thương tổn mà nó rất đa dạng. Về giai đoạn thiếu máu thì theo chúng ta có sử dụng hai cái bảng phân loại thiếu máu để khi chúng ta đưa vào hồ sơ phải ghi, khi khám phải biết. Thì La Fontaine và Rutherford, theo La Fontaine thì cứ theo La Fontaine từ giai đoạn 2B rồi đi thì bắt đầu có chỉ định can thiệp hoặc phẫu thuật. 2B đó. Giai đoạn 1-3 của đằng kia bắt đầu phải giai đoạn đó. Đấy. Chưa? Đây là cái hình ảnh MSCT dựng hình số hóa, thì số hóa nó thấy rằng là thấy hết được các cái trục mạch nó như là trục mạch như vậy. Thế chứ chỗ nào hẹp, chỗ nào tắt, cái nối vào đâu, mạch chỗ nào mạch chỗ kia, thế nó đẹp như thế này. Nhưng ta không cần phải chụp mạch là vì thế. Đẹp hơn chụp mạch rất nhiều, thấy rõ là cái hình ảnh như thế này. Đó. Không có điều trị thì có tính chi, thì có điều trị căn nguyên và nội khoa rất quan trọng, huyết áp rồi điều chỉnh mỡ máu, rồi bỏ thuốc lá vân, tất cả cái đó để thuộc căn nguyên và nội khoa. Đó. Thứ hai là điều trị phẫu thuật thì phần lớn nó được phẫu thuật mổ phiên là một có chương trình, còn 20% là cấp cứu, hầu hết là những cái trường máu bắn cấp tính chi là cấp cứu. Đó, điều trị thứ ba là can thiệp, là dùng bóng hoặc rồi đặt stent hoặc không đặt stent để nong ra rồi tái thông một số các mạch đã tắc rồi để tái thông. Thì tất cả các can thiệp đó thì cũng tốt, nhưng mà không, đây chỉ là một trong những biện pháp điều trị thôi, chúng ta hết sức cân nhắc. Đó. Ở chúng tôi thì cái hybrid thì được phát triển khá mạnh từ năm 2011 và 2012 khi tôi bắt đầu đầu tư cái máy can thiệp vào, thì bây giờ nó thành thường quy ở hàng ngày rồi, tức là kết hợp vừa một chỗ này thì nong đặt bóng stent, chỗ kia thì can thiệp bằng nong bóng, thì nó cải thiện, nó thay đổi rất nhiều, kết quả điều trị tốt hơn rất nhiều. Đó là cái hybrid, ở cái phòng hybrid nó làm cái đó những cái nếu điều trị chung cho cái thiếu máu mãn tính chi dưới. Giới thiệu các anh chị biết một chút về các phẫu thuật đấy. Nó có lại phẫu thuật bắc cầu theo giải phẫu này, chủ chậu, chủ đùi, đùi kheo theo cái trục mạch, rồi bắc cầu ngoài giải phẫu nhưng mà nó là nách đùi, đùi ngoại vi, ví dụ ở mắt bầu và các động mạch cẳng chân, bàn chân gọi là ngoài giải phẫu bất thường. Phân chia đến mức độ khó có mức là đó chủ chậu, dưới bẹn, dưới gối ngoại vi thì khó về kỹ thuật nhưng dễ về gây mê hồi sức, còn chủ chậu thì dễ về kỹ thuật nặng về gây mê hồi sức. Mỗi cái loại nó khác nhau. Chất liệu cầu nối có thể trục mạch nhân tạo rồi Dacron vòng xoắn, tĩnh mạch hiển cùng bên đối bên, tĩnh mạch có để tại chỗ, tĩnh mạch phẫu tích ra có pha để tại chỗ có pha van, là tĩnh mạch phẫu tích ra rồi đảo đầu đi nối, rất nhiều loại. Homograph tôi đã đưa vào sử dụng một số trường hợp, nó bí qua hết cả tĩnh mạch rồi để sử dụng homograph để tạo hình các mạch máu. Nó tức là lấy từ người cho chết não đấy, ở Việt Đức có ngân hàng homograph mà. Và hybrid thì rất nhiều, chỗ thì bắc cầu, chỗ thì can thiệp nong bằng không. Đôi khi phẫu thuật cái chỗ can thiệp nó khó quá thì phẫu thuật hỗ trợ bằng cách tạo đường vào cho can thiệp để coi là một cái dạng hybrid được. Đó. Rồi can thiệp hỗ trợ kiểm soát phẫu thuật. Các bạn biết là trước đây những cái phòng động mạch chủ bụng đoạn dưới thận ấy, kiểm soát đối với tôi là khó khăn lắm. Phẫu tích lật cái mặt sau tụy lên, ngang thận là sau tụy lên đi vào kiểm soát cái động mạch chủ vòng quanh để kẹp nó để chữa thay cái đoạn ở dưới rất phức tạp. Nhưng mà khi chúng tôi phối hợp hybrid vào thì đơn giản lắm. Mấy anh can thiệp anh ấy cho vào trong luồn được cánh tay, cho vào cái bóng động mạch chủ ở trong lòng để ngực ấy. Bảo bơm lên, để sẵn đấy, bê lên phòng mổ, mổ là bơm lên tôi cái bơm cái là kẹp, thế là gì khâu nối thoải mái như là kẹp ấy. Thì không cần phải phẫu tích lên cao, phẫu tích đến nửa chừng nó mạch được rồi đó. Khi nó bơm lại động mạch chủ kẹp được rồi, coi như kẹp rồi thì tôi mở động mạch chủ ra, tôi sửa siết cái miệng nối, sau đó tôi kẹp thấp xuống này, đáng nhẽ phải kẹp cao 3 phân, tôi kẹp lùi đến 3 phân, cái chỗ này tôi có thể nối được rồi và chúng tôi xử lý cái miệng nối từ đó đỡ đi rất nhiều cho cái phẫu thuật. Nhiều khi mổ cái bệnh lý rất nặng nhưng mà tiết kiệm được 2 tiếng phẫu thuật và cái phẫu thuật nhẹ hơn cho bệnh nhân rất nhiều nếu chúng ta biết phối hợp với hybrid cái can thiệp. Các chỉ định về phương pháp lựa chọn và phương pháp phẫu thuật, yếu tố liên quan, ta thấy rằng là dựa chỉ định thì nó liên quan rất nhiều yếu tố, nhất là năng lực chẩn đoán lâm sàng. Năng lực chẩn đoán lâm sàng của chúng ta là sao? Thứ hai, năng lực chẩn đoán cận lâm sàng có tốt không? Nó nãy rồi, nếu mà máy 256 nhưng mà không biết chụp thì cũng làm sao chẩn đoán được. Năng lực chẩn đoán siêu âm mà chỉ đoán siêu âm tắc không thì dễ lắm, nhưng mà siêu âm những cái kia mới là vấn đề, đúng không ạ? Thứ hai là tính chuyên sâu của bệnh học mạch máu của đơn vị. Trong bệnh học mạch máu chúng ta chỉ làm tim thôi, không làm mạch, thì chuyên sâu về nó cũng là cái bài toán khó cho các chị là khi làm sâu về bệnh học mạch máu. Năng lực của kíp phẫu thuật, chúng ta chẩn đoán rồi nhưng kíp phẫu thuật ấy không đáp ứng được, anh phẫu thuật không đúng chỉ định, chỗ nào anh mắc cầu giống nhau. Hôm qua tôi vừa phê bình một cậu học sinh ở bên dưới, ông mổ sáng tác ông thấy máu chi, ông không có, ông nối một phát từ đùi bên này, ông vòng qua đùi bên kia, ông nối tận gối luôn, mà chết rồi ai cho mày nối như thế. Có thể nói 2 tầng như đùi với đùi, từ đùi cũng kheo là 2 tầng khác nhau, xong rồi làm vui tay mà làm phát như thế rất vui tính, cho nên là người thấy rằng là có những cái nó không hay đâu nhá. Năng lực can thiệp, đối với can thiệp chúng ta có năng lực tốt không, có thể làm được mạch máu ngoại vi không là vấn đề. Rồi quan trọng nhất theo tôi ấy, là cái tính công nghiêm minh và hợp tác của nội khoa, ngoại khoa và can thiệp trong việc đưa ra quyết định. Tức là anh có hợp tác với nhau trong thảo luận đứng trước một sở bệnh nhân không? Cái ý kiến của anh đưa ra có bị áp đặt về mặt vị trí chức tước không, hay là bị áp đặt về mặt nọ kia không? Thế rồi là gì? Thế rồi các ý kiến chung là như thế nào? Đưa ra những con số để thấy chúng ta ngồi hợp tác với nhau và làm sao tìm cái giải pháp tốt nhất cho người bệnh. Thì đấy là cái trường hợp đó sẽ được chỉ định tốt nhất. Nên nếu mà muốn chỉ định thì phải yếu tố phải có cái đó. Đó, để tôi bổ sung thêm thôi. Đây là cái hình ảnh chụp, chỉ thị hình ảnh trên là chụp một cái máy 256, nhưng vì anh không chú trọng mặt anh nhìn thấy. Cũng bệnh nhân đó người ta chụp một cái phim 256 64 dãy nhưng có dựng hình của một người quan tâm đến cái mạch mà người ta làm, cái mạch nó thấy hình khác nhau. Cùng một bệnh nhân đấy nhé, đây là 256 và đây là 64, bạn thấy không? Nên là loại máy cao số không phải là vấn đề, mà vấn đề phải xử lý được các cái thương tổn tốt thì là chẩn đoán được. Còn thương mạch máu truy dưới khi nào phẫu thuật, cái này tham khảo thêm thôi, đúng không ạ? Khi nào được phẫu thuật tinh chi thì máu giai đoạn 2B, cái này có nói rồi, 1-2 của Rutherford này đã hội chẩn đa chuyên khoa sâu là đủ năng lực phẫu thuật này, lựa chọn ưu tiên phẫu thuật như thế nào, thì vào vấn đề chuyên đội Vân bắc cầu là có thứ tôi nói rồi, các bạn đọc thêm xem thôi. Đó, này nó thời gian không có nhiều nên nói thế này. Đây là một số cái hình ảnh mà minh họa thiếu máu mãn tính chi, đúng không ạ? Đấy, thiếu máu mãn tính chi thôi, chi thiếu tắc trên này rất cao nhưng mà bây giờ chi mấy ngón này là tối này nó bị có thể từ tầm đoạn động mạch chủ bụng dưới thận này, rồi đến các động mạch chậu này, động mạch đùi này. Đó, rất hay tắc, động mạch chậu cũng hay tắc, động mạch đùi đông cực kỳ hay tắc. Người ta chỉ quan tâm đùi sâu, sống nhờ đùi sâu tốt chứ còn đùi đông cực kỳ hay tắc. động mạch kheo hai tắc, các động mạch cẳng chân là hầu hết là bị, và bàn chân cũng vậy, thương tổn ở đây. Một cái trường hợp thiếu máu mà tắc động mạch trụ chậu nhưng chân này vẫn sống, vẫn đi lại bình thường, tắc tít ở trên bụng ở đây, đúng không ạ? Đấy, nên là không phải là cứ tắc đâu mà bị ngay đấy. Thế đây cái hình ảnh tôi muốn minh họa anh chị thấy, tức là đây là một cái mạch đang thiếu máu mãn tính chi, đúng không ạ? Cái chi bệnh nhân đang được sống nhờ một cái nào phụ rất quan trọng, đi từ đây nuôi đây, cực kỳ quan trọng. Cái tĩnh mạch chi cực kỳ quan trọng nuôi chỗ này. Đó, rồi dưới đó một vài những bên nhỏ nữa, nhưng quan trọng nhất là thằng này. Thế do ngẫu nhiên, do cái tình huống nào đó, do mệt rồi đi nắng, do mất nước, do điện giải, do bệnh nhân ngồi, bệnh nhân va chân sụp sụp bẹp cái là kẹp chỗ này xuống, vân vân, rất nhiều yếu tố tác động vào làm cho hình thành cái huyết khối ở trong đây. Thế là thôi cái chân thiếu máu ban cấp, tức là gì, cái trục chính nuôi chi nó mất rồi, cái tuần hoàn phụ khác ở dưới không đủ nuôi chi nữa, và nếu chúng ta không nhanh thì sau 5-7 ngày là bệnh nhân sẽ cụt chân vì chúng ta không có cứu. Đấy là thiếu máu ban cấp tính chi, nó xảy ra trường hợp như vậy nhé. Đấy, điều trị của nó như là cái mổ mãn tính chi thôi. Hiện tượng dài đuôi, nói anh chị biết một chút về cái dài đuôi của huyết khối, đối với toàn là sau đại học chúng ta biết cũng là hay. Dài đuôi ấy, tôi nghĩ ra tôi đưa vào trong, không có trong tài liệu nước ngoài đâu, nên là tôi nghĩ tôi đưa vào bài giảng đó từ khoảng 5-6 năm nay rồi, nhưng mà tôi dùng cái từ này như là một cái từ chính thức ấy. Hiện tượng dài đuôi của huyết khối. Dài đuôi huyết khối thì là huyết khối ở trên lòng cái này, sao chúng ta không cho Evalin, không làm gì cả, thì nó gì ở trên này nó không gian nữa, máu thúc vào đây thôi, cái này nhắn chín như đầu ung sư, nhưng mà nó dưới này là áp lực thấp nhất cộng với dòng máu vào, thế là máu sẽ đi theo tuần hoàn phụ gần nhất, nó đi xuống rồi nuôi chi như bình thường này. Thế thì cái huyết khối nó sẽ hình thành tiếp vào đây, nó cứ dài dần ra, khi nó dài ra nó sẽ bịt những nhánh bên quan trọng nhất, làm cho máu không thể đến nuôi được, máu là phải đi nuôi vào nhánh bên xa hơn mà máu ít hơn rất nhiều, thành ra thiếu máu chi rất là nặng. Nếu như là cấp cứu bệnh nhân nó cho Evalin cho trường hợp này ấy, là chúng ta ngừng cái hiện tượng dài đuôi của huyết khối, nó cũng giúp được cái chi, được cải thiện rất nhiều về chức năng nếu mà chúng ta dùng Evalin cấp cứu đúng. Một cái áp dụng nữa trong dài đuôi, tức là có một số trường hợp các em trẻ không biết mổ lấy huyết khối, lấy xong về nhà lại tắc. Tại sao như thế? Vì làm sao? Vì cái hiện tượng dài đuôi ấy, khi đó thì huyết khối nó sẽ vào đây một chút, nó tắc ở đây, ngoài này áp lực của máu chảy ngược mà nó thúc rất là mạnh, giống như ở đây thúc xuống thôi, máu nó không tắc, nó chỉ vào đây được khoảng 5 ly đến 7 ly 10 ly nó dừng lại. Các huyết khối nhỏ bên cạnh này. Đấy. Thế thì khi chúng ta dùng Fogarty lấy cái huyết khối chính thì trong lòng chúng ta đang kẹp, mạch trong này rỗng, ngoài này thì có dòng máu đi qua tuần hoàn phụ, nên là cứ thúc một lúc dây cục này trôi vào đây, nên nó lại hình thành máu huyết khối mới. Cho nên đấy là hiện tượng gọi là ứng dụng của cái dài đuôi của huyết khối. Thế phải chờ một lúc nó lấy lại một Fogarty sẽ lấy được vài cái mẩu nhỏ nữa, tắc mạch, đúng không ạ? Đấy là cái ứng dụng rất là hay của dài đuôi của huyết khối. Thế còn chấn thương dây máu thì thời gian không có nhiều, tôi nói một chút thôi. Nó là một cái thương tổn chủ yếu của cái thương tổn mạch. Bệnh lý mạch máu rất là nhiều, nhưng chấn thương vết thương này nó là cái một ít thôi, nhưng rất quan trọng để cấp cứu bệnh nhân mạch, đúng không ạ? Đấy, đây là cái một số cái điểm lưu ý vậy thôi. Đa số chúng ta gặp cấp cứu chấn thương vết thương ngoại vi chiếm đến 85% số chấn thương vết thương ngoại vi, còn chấn thương máu khác chiếm được khoảng 15-20% thôi, ngoại vi chiếm đến 85%, nên là một cái gặp rất nhiều trong cấp cứu hàng ngày. Đó, chấn thương gặp nhiều hơn vết thương, và bất cụt thì còn cao, hiếm gặp ở nhóm vết thương, rất hiếm. Chấn thương hay gặp, cắt cụt cho chúng ta không chẩn đoán, bỏ sót chẩn đoán cái chấn thương vỡ gãy xương. Cấp cứu ưu tiên số 1 trong ngoại khoa, lý tưởng ưu tiên giờ, đấy là trọng tâm bài giảng, chỉ tập trung trong mấy cái ý này thôi, đúng không ạ? Đấy, tập trung bài giảng như thế. Còn cái vết thương còn có cái chấn thương các mạch máu khác ấy, ví dụ mạch vùng cổ lên cổ này, qua động mạch chủ này, động mạch chủ ngực này, động mạch chủ bụng trên thận, động mạch chủ bụng dưới thận, đến mạch chủ dưới, có mạch chậu và mạch tạng, đấy là những loại có thể thương tổn trong các đợt chấn thương. Nguyên nhân chúng ta nói rồi, cho nên là đây là một trường hợp vết thương mạch máu, vết thương động mạch, thương tổn của chấn thương động mạch. Nguyên nhân chủ yếu là do gãy xương, chật khớp. Cái mạch nó chỗ cái xương cái gối và chỗ khỉu tay ấy, mạch nó xương gãy xương nó giằng kéo vào, nó làm thương tổn động mạch ở cái vùng có gãy xương chật khớp. Đó. Đặc biệt là vùng quanh gối và quanh khỉu, đó là hai nơi đấy bị nhiều nhất, 95% các chấn thương động mạch gặp ở cái vùng đó. Gãy xương chật khớp. Thế còn anh vết thương này hay gặp thương tổn tĩnh mạch và thần kinh điều hành. Ngay chấn thương là rất hiếm, vì chấn thương nó là giằng xé nên những tĩnh mạch của thần kinh nó mềm, ít khi nó bị bệnh. Đây là minh họa điển hình của gãy chân lược cầu xương cánh tay. Thời gian thiếu máu nó cũng vậy thôi, tôi vừa nói rồi, đúng không ạ? Lâm sàng là chính, rất hay sót cái anh chàng vết thương chấn thương mạch máu là hay sót, chấn thương là hay bị sót lắm. Vì làm sao? Vì nó gãy xương chật khớp, nó là dấu hiệu nó nổi trội lên quá, nó thu hút hết cái sự tập trung của người thầy thuốc vào đấy rồi. Cho nên không nghĩ rằng có thương tổn mạch hay không, chính như vậy anh bỏ sót, và sót thì mình em cắt cụt. Cho nên là tỷ lệ cắt cụt của chấn thương vết thương bây giờ nó ít hơn của cái nhóm thiếu máu ban cấp tính chia, nhưng nó phải quanh 10%, và trong cái 10% vào đó đến 9% là gặp ở chấn thương vết thương, chỉ gặp 1-2% thôi. Vết thương chủ yếu do thương tổn nặng quá, biết nó có thương tổn nhưng không chữa được thì nó hỏng chi, chứ không phải là do sót. Còn chấn thương là do sót khá nhiều đấy, một số là do nặng quá nhưng một số là do sót đấy. Thì cái đọc thêm cái phần này rồi, cái này nó không gần với anh chị lắm. Vết thương, chấn thương, phải sơ cứu làm gì, rồi điều trị làm gì đấy, đúng rồi. Hay gọi mở cân đó. Mở cân cẳng chân, bắp chân căng, cắt cụt mở cân bệnh nhân. Bây giờ sâu cổ có va ra rồi cho nên là không thành vấn đề lắm. Mở cân chúng ta có thể đó. Còn vùng cổ đến cổ có thể bị, người có một sơ đồ một cổ đến cổ có cảnh dưới đòn này, nó quay lại mạch chủ này đó. Dấu cộng này nó khả năng hay bị hơn cái bên kia, hay bị hơn bên này, bên này hay bị bên này, dấu cộng đó.